Hello, chạy bò thân tính xin chào anh em. Đây là hôm nay một cái lô bò mới về anh em ơi. Hôm nay bò về rất là đông, bán cho khách rất là nhiều luôn. Thì nói chung là giá bò, bây giờ giá bò thịt nó lên rất là lên luôn ha anh chị em. Cho nên là anh chị em bán mình nhớ kỹ ha. Đây, cái con này là mới về ha. Con kem này là 8 tháng bò. Cái chiều cao là 1m2, 9m2 luôn ha. Đó, nó ăn đó, anh chị em thấy không? Kem trắng tươi, cái lưng nó dàn lưng với dàn đích hết ý luôn. Bò kem lông sắc lẻm mà xương hết biết cái xương luôn. Đó, nó mới về ha. Cái dàn lưng bò này hay dữ lắm. Chiều cao là 1m2 ha. Xương cối ha. Xương là nói chung là con bò này xương bự khủng khiếp luôn. Cỏ nó bỏ vô nó ăn nè anh chị em thấy không? Đó, thì trại em là trại bò Thanh Tính ha. Địa chỉ là ấp 4 thành phố Cầu Kè Trà Vinh. Trại em đang về những con bò rất là đẳng cấp ha. Đây, con bò đó với con bò này là xứng. Trời ơi, con bò này nó ăn nè. Ăn à, biết mai xuống gió không? Đây, cặp một cặp này nó rất là xứng luôn hả chị em. Cặp bò này rất là đẹp. Hết ý bò luôn rồi. Chung là hết nói nổi luôn, cặp bò rất là đẹp. Nè, con này hơi chá nắng nè. Thì cặp bò này là 1m2 á, có độ tuổi là 8 tháng hoặc 9 tháng. Ôi, con nó ăn kìa, ông nội mẹ ơi, nó ăn. Ôi dồi, nó ăn dữ thiệt. Cái bò kem này ăn sát thủ luôn á. Ôi ơi, con này ăn, hai bò lỡ, bởi em nói mấy bò lỡ này nó ăn dữ lắm. Đó lỡ lưới vậy nè, ông quay rất là xa cho anh chị em xem ha. Cái dài pin nó ghê không? Đó. Cặp bò này trại bò Thanh Tính bán với giá là 54 triệu cho anh chị em ha. 54 triệu, một cặp bò như thế này. Từ chân móng cẳng nè, nói bò đẹp là đẹp là đẹp á, không có đường nào phản nữa. Bò quá tai con bò này luôn, bự. Bò này nuôi nữa bán là 60 triệu như thường. Kem lông sắc lẻm ăn nè. Rồi vô tiếp theo một con bò bê xương. Xương này là xương gì đây? Ôi ôi, nó bự. Con này thì nó nằm trên cái nền, chắc con mẹ là con mẹ siêu quá, mẹ siêu mà siêu mỏ đen quá, thật tình luôn. Những con cái siêu mỏ đen đẻ rất là đẳng cấp. Bữa nay em bắt một cặp siêu mỏ đen, một cặp của mẹ siêu mỏ đen đẻ ra rất là đẳng cấp. Con bò này chiều cao nó khoảng 1m, cứng 1m1. Bò này có độ tuổi là 7 tháng rồi, nhưng mà nó biên dữ lắm nha. Thì con bò này giá nha, cho nên là anh chị em nào mà có nhu cầu á thì nhắc máy alo cho em ha, trại bò Thanh Tính ha. Đây, đầu trụi ha, nó ăn thì đây, rút cái mỏ vô nó ăn như vậy là tôi ghiền nó chết luôn. Bò gì ăn thấy ghê vậy trời. Đúng rồi, cái con cho anh em ta coi cái coi. Cái mặt rất là đẹp, mặt bò này rất là hiền luôn. Chắc sữa rồi ha, về không có gống lan miếng gì luôn. Thì những anh chị em nào mà thích xà bò độ, bò đẹp thì đến trại bò Thanh Tính ha. Chân cẳng rất là pin, nói chung là con bò này chân từ cái chân cái móng nó rất là đẹp. À, hơi da nắng rồi, chói ngược nắng. Bò này là 7 tháng nha, bò này pin nha, bò này độ nha. Đó. Đây, con bò bê siêu xám, em mua được một con bò dữ như con bò này nữa nè, mà giá nó cũng dữ luôn, xương là xương vậy luôn nè, mà bao bê đen nha. Về là chuẩn bị ngày mai hoặc ngày mốt là em đem về con bò đó đó. À, nó xứng cặp. Em mới đi về tới luôn nè, mua được rồi mới đi về tới. Thì đều là 8 tháng ha. Những con này là 7-8 tháng hết rồi. Về một cặp này là bò, cặp bò em là vô địch thiên hạ. Quá tay cái đít. Trời ơi cái đít. Đây là cái cổ máy nè, cổ máy sản xuất nè. Tiêu thụ cỏ nè, sản xuất thịt. Chân nữa nè. Hay quá con bò. Đó. Đây, tiếp theo đây là một em 3B xương cối F2, nhưng mà chủ nhà cho ăn thức ăn rất là tệ. Con bò này thì nói chung là ăn nước, nhưng mà cái xương đó, con bò này từ cái độ xương độ sốc ha, đầu nó đầu chuỗi ha, 3B đầu chuỗi, xương lớn. Con bò này em bán với giá là, chiều cao con bò này là 1m2, nhưng em bán với giá là 24 triệu, 24 triệu cho anh em. Bò này nói chung là 1m2, bò này khoảng 8 tháng bò, nhưng mà con bò này thì nói chung là nó dạng nó thiếu thốn đầu chuỗi nha, nó ăn hết ý luôn á.
24 triệu nha. Còn rất là bự. Con 3B thì anh nhìn, anh chị em nhìn đi. Từ từ nó lớn lên rồi thấy, cái khúc sau nó lớn thấy ghê lắm. Đó, ăn kìa. Cỏ này là cỏ già, cỏ cứng. Thường 3B đang ăn đít muối, ăn kìa. Những anh em nào mà thích bò đít muối á, mà bò độ đẳng cấp, thì đón em về thêm một con nữa. Con bò mà con bò kia em coi xong là nói chung là con bò gì mà nó quá trời coi xong mà buông ra chóng mặt luôn. Thật tình mà nói luôn á, tại vì quá trời cái đít. Bò đen kia em mua nó dữ lắm. Rồi, đây là những cái hàng nhé nè. Hàng nhé. Đó. Thì đây, cặp bò này mới về nữa đây. Cặp bò này rất là pin. Bò này là 6 tháng rưỡi. Nè. Bò này thì bò con bú nha. Đó. Lông sát nè, nó pin nè. Con kem vàng xương cối nha. Một cặp chung nhà luôn nha. Ông gọi mẹ cái đít nó nè. Những anh chị em nào mà có nhu cầu xài thì nhấc máy alo lên, bò này liền, cặp bò này liền. Đây, em này thì nó hơi lùn hơn, nhưng mà nó dữ hơn. Nó dàn chân nó nè. Thấy chưa? Con bò này khoảng 1m05 ha. Cái đầu nó nè. Cái đít nó nè. Trời ơi. Hết ý luôn, từ chân dai đít mặt mày. Khỏi bàn hang bò này luôn. Hôm nay là em về những con bò rất là đẳng cấp ha, cho anh chị em mua ha. Những anh chị nào mà thích xài bò độ, mà giá bò bây giờ là đang nó lên rất là lên luôn nha. Nói trước rồi, nó lên rất là lên luôn. 200 ngàn một tạ đó nha. Đừng có lầm mà bán đi 18, 17 gì đó nha. Đây con này là con kem. Này là con kem ha. Kem trắng ha. Lưng nè. Ừ, mấy con này thì nó ăn thì anh chị em khỏi lo đi ha. Những con bò này cắt sữa rồi nằm 1m1 nè. Những con này thì chạy bán với giá là 23 triệu một con thôi. Cặp này thì giá nó phải khác nha. Những con này nè. Con nào mua mềm thì về em bán mềm nè. Những con này thì em bán với giá là 23 triệu một con thôi. Đây, em này. Em này chạy bán với giá là 21 triệu nha. Đó, những cái hàng trong đây là những cái hàng hàng nhé. Đó thì cho dành cho những anh chị em nào mà đồng vốn ít. Nhưng mà đồng vốn ít, những con bò trong đây là những con bò đẹp không ạ. Thì nói chung thì tiền nào của nấy nha anh chị em. Muốn đẹp mà rẻ thì rẻ quá là không bao giờ có. Ý, trời ơi con bò cái cưng thiệt chứ. Quá tai con bò thì. Hai con bò này hết ý luôn. Hồi nãy em về một cặp còn hết ý hơn nữa. Nói chung là bữa nay về bò pin pin không. Bò này hết ý luôn. Con bò này mà ghép với con siêu xám đẳng thì thôi. Khỏi bàn nữa. Cái đít nó dài nó nè anh chị em ơi. Quá dữ. Cái lưng nó nè. Cổ nó rút lại miếng kem vàng này thiệt chứ. Kem vàng F2 này. Thấy ghê không? Xuống nó đập đời thiệt chứ. Bây giờ thì tôi đứng trên cao tôi quay cho anh chị em xem. Đây. Cỏ nó ăn đây. Con này nó bò thế. Đó. Anh chị em có nhu cầu mua thì nhấc máy alo đến trại bò Thanh Tính ha, địa chỉ là ấp 4 thành phố Cầu Kè Trà Vinh. Đó. Trời ơi, bao nhiêu đây là hai đội cỏ ăn thấm thí gì nó. Con này nó bò nè. Thì nói chung là tiền nào của nấy anh chị em ơi. Anh chị em có nhu cầu xài thì đến trại Thanh Tính ha. Trại của em thì cũng bò đẹp. Thì cái đẹp thì nó cái gì nó cũng vậy. Gái đẹp thì cua nó hơi khó, còn cái dạng mà đồ đẹp thì nó hơi mất tiền. Cái này thì em nói chơi thôi, nói chung là mình văn nghệ chơi thôi nhé. Những anh chị em nào mà đừng có để bụng nha. Thì nếu mà ai có thương mến trại bò Thanh Tính á, thì đến ủng hộ giùm em thì em ăn ơn nhiều. Với mục đích là cái thương hiệu, cái tâm huyết của trại bò Thanh Tính thì bán những con bò chất lượng, đúng mẫu mã. Nó giá cả phải chăng cho những anh chị em về mình nuôi dỗ béo. Với anh chị em gần xa nếu mà có nhu cầu mà bán bò thịt thì em sẽ tạo điều kiện cố gắng nhất để mà em giới thiệu những cái thương lái mua bò thịt để mà đến ủng hộ cho anh chị em. Nhưng hiện nay thì cái giá thịt nó lên rồi,
cho nên là khỏi cần giới thiệu, tự nhiên lái lên kiếm mình thôi. Bò này rất là pin ha, từ chân tới mặt cái mày. Những anh chị em nào biết chơi là thấy bò ba bê này thì bắt ngay lập tức. Nó chỉ mới 1m1 thôi nhưng mà cái pin dữ lắm nha. Thì tiền nào của nấy nha. Đích nè. Còn ông này thì thôi, khỏi bàn cãi. Đó, con này chỉ 24 triệu thôi. Con bò này nuôi 1 tháng nữa thôi rồi thấy. Cành cà ná luôn. Những hàng này là hàng nhé. Ghê, địch quá địch. Anh chị em có nhu cầu nhớ đến ủng hộ Trại Bò Thanh Tĩnh ha. Trại Bò Thanh Tĩnh với một thương hiệu là bán những con bò độ, bò đẹp và hàng chất lượng cho anh chị em. Nếu mà nói bò Pháp thì đúng bò Pháp, nếu mà nói ba bê thì đúng bò ba bê. Mong anh chị em, nói chung là em số lượng không có nhiều, cho nên là mong anh chị em nào mà có nhu cầu thì đến ủng hộ Trại. Trại xin cảm ơn. Xin hẹn lại cái video sau ha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ ha.